Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Phương Thơm Voice Channel. Ok, next one. Mình coi cái chủ từ nó có làm được cái hành động đó hay không. I refer tea to coffee. Tôi muốn trà hơn là cà phê. Yes, I refer. Okay, not I'm referring. Okay, cái refer này cũng giống như là động từ to want, yeah, to want. Nó không có action. Okay, now next one. Oh, phải cho biết tại sao nữa nha. Okay, tại sao mình dùng cái này? I owe my friend $2.50. Tôi thiếu bạn tôi hai đồng năm mươi sen. Yeah, this is the facts, right? Thành ra cái động từ to owe này nó thuộc về possession. Có nghĩa là những cái gì mà về sở hữu đó, mình không có được dùng cái continuous. Tiếng Việt mình có thể mình nói tôi đang thiếu bạn tôi năm đồng á, tôi đang thiếu nó năm đồng á, hiểu không? Mình nói câu đó nhưng mà Mỹ không nói như vậy, không có nói tôi đang thiếu. Okay. Next one. And cái này cũng là một cái facts luôn. Okay, next one. They listen to Mr. Wilson carefully. Thường thường cái listen này mình dùng cái thì continuous được không các anh chị? Được không? Được không? Được không? Được, right? Nó nghe hay hơn. Khi mà thường thường đó mình muốn listen cái gì đó mình phải action, phải không các anh chị? Thí dụ như các anh chị nói I'm listening to the radio, thì có nghĩa là các anh chị lấy cái tai mở cái radio ra rồi mặc dù cái lỗ tai mình nó không có nhúc nhích nhưng mà mình cố tình mình lắng tai nghe. Ok, mình cố tình mình lắng tai nghe, thành ra nó khác với cái động từ to hear. Một cái là action và một cái là linking. Cái hear đó là mình không có cố tình mình lắng tai nghe, tự nhiên mình ngồi trong phòng mình nghe tiếng ai ở ngoài đó, cái tiếng nó đập vô cái lỗ tai của mình không có cố tình mình đưa cái lỗ tai mình nghe mà tự nhiên cái tiếng nó dội vô cái lỗ tai của mình. Trong khi đó cái listen, cái anh chị mà listen to the music thì cái anh chị phải cố tình lắng tai nghe, phải không? Okay. Yeah, là chủ động để nghe. Thành ra cái listen này mình được dùng cái thì continuous. Đấy. Okay, next one. I frequently do my homework on the bus. Tôi thường thường làm bài tập của tôi trên xe bus. Tại sao mình dùng thì này? Huh? Yeah, đây là một cái habit. Right? Một cái habit. Và nó có cái chẳng từ mình thường dùng với cái present tense. Okay. Yeah, đây là một cái thói quen. Okay, next one. Có nhiều câu nó không có cần có chữ now hay là right now hay là at the moment hay là at the present. Nhưng mà mình coi cái sự việc nó có đang xảy ra hay không. No. Peter know all the new words very well. Peter thì biết tất hết những cái chữ mới rất là giỏi. Khán gì vậy? Yeah, this is the facts. Collect. Smith and Rin collect information. Cô Smith and cô Rin thì đang thu thập những cái dữ kiện. Đây mình dùng thì continuous được không các anh chị? Được không? Yes, được mà, phải không? Những cái câu mình có cái choice á. Okay, mình chọn cái nào mà nó sống động hơn. Phải, nó sống động. Thay vì mình nói cô ta thu thập thì mình nói cô ta đang thu thập những cái dữ kiện á để đưa nó ra tòa. Để đưa nó ra tòa, nói phải có nhân chứng vật chứng thấy như vậy. Okay, next one. Talk and write. She talk and write at the same time. Cô ta nói chuyện và viết cùng một lúc. Cô ta nói và viết cùng một lúc. Ok, các anh chị. Does she do this all the time? Hả? Huh? Cô ta có làm cái chuyện này lúc nào cũng làm cái chuyện này không? Có không? Không, phải không?
Mình đang nói hiện tại cô ta đang làm cái chuyện này, right? Chứ không phải cô ta làm all the time. Yeah, at the same time, right? Anh chị phải tưởng tượng, ok? Học viết tiếng Việt phải tưởng tượng. Cô ta mà làm chuyện này all the time, cô ta viết cái gì mà all the time, phải không? Yeah, nói hoài, nói như viết hoài chết. Cái này chỉ là at the moment only, ok? At the same time là cùng một lúc, nghĩa là cô ta đang nói và viết cùng một lúc và đang viết cùng một lúc. So mình dùng cái thì continuous nghe hay hơn, okay? Nghe đúng hơn. Yeah, she's talking and writing at the same time. Okay, next one. Bỏ hết mấy cái right now đi. Okay, now this one. I'm not sure I see what you mean. Không chắc là tôi thấy cái gì mà bạn bạn tôi biết cái gì mà bạn. Yes, see, okay, I see. Not I'm seeing, okay, I see. And this is the fact too, right? I'm not sure. We are believe in you. Yeah, present tense, okay, present tense. Okay, good, and that's the fact too. Okay, this one. I know she wouldn't be late without a good reason. Tôi biết cô ta không có thể nào, cô ta sẽ không không thể nào trễ mà không có lý do chính đáng, phải không? Yeah, I know. This is the facts too. Give me the reason too, okay? Okay, this one then. Attend. The Moors often attend our Tuesday night meetings. Yes, they attend. Okay, present tense. Tại sao đây mình không có có S các anh chị? Tại sao đây mình không có S? Hả? Số nhiều ở đâu? Số nhiều ở đâu? Số nhiều ở đâu? Số nhiều ở đâu? No. The Moore là gia đình họ Moore. The Nguyễn. Ok. The Nguyễn. Gia đình họ Nguyễn. Khi gia đình họ nếu mà nói gia đình là chỉ là một thôi phải không các anh chị, nói gia đình chỉ là một thôi phải không, mà tại sao nếu một lại không có số nhị, không có S hả? No, nếu nói tập thể là the team cũng là tập thể gì phải không? Yeah, ở đây mình phải nói là tất cả những người ở trong gia đình họ gia đình của Moore đó thì dự cái buổi tiệc khái như vậy. Hello anh Hải Triều, phải không các anh chị? Thành ra ở đây là số nhiều nên không có S, chứ không phải nói về một cái gia đình thôi mà nói những người ở trong cái gia đình đó, phải không nào? Tại cái gia đình nó đâu đâu có dự được vô cái bữa tiệc được đâu. Ok, next one. Love. Mình phải hiểu được cái câu chuyện đó, mấy người trong đó nó làm sao, ok? I love watching all movies on TV. Loving hả? Đâu phải loving đâu. Cái chị mà dùng cái động từ to love với cái continuous đó là nói bậy đó nha. Làm cho người ta tưởng tượng đó nha. Anh vô cái page, cái home page á, cái room page á, trong đó nó có cái advanced setting á, anh đổi lại. Anh sẽ đổi lại được cái code vô cái home page. I mean cái room page đó. And click on the advanced setting đó. Ở trong đó nó có những cái mục. Vô cái trang của cái room của mình đó, mà anh phải là chủ room mới được, okay? Khi mà anh mở một cái room nó có cái trang đó, mình điền cái information đó, right? Rồi anh vô cái advanced setting thì trong đó nó có những cái item để anh set nó. So I love, okay, watching all movies on TV. Động từ to love ở đây không được dùng cái continuous. Mà nếu mà mình dùng continuous là mình đang nói bậy. Ok, next one. Chẳng là Vinh là gì? Tiếng Việt mình nói được. Tôi đang yêu cô ta. Ok. Tôi đang thương cô ta. Tôi đang yêu cô ta. Nhưng mà Mỹ mà các anh chị nói là tôi đang yêu cô ta là các anh chị đang nói bậy. Thế. Okay. Đang yêu ở đây là đang make love đó. Ok, nói rõ ra cho rồi đi.
nói mé mé nhiều khi không hiểu thôi, mình nói rõ là cho bậy cho rồi đi. Có nhiều người chắc không biết nữa. Chán thì thôi á, chọc cho Tiểu My nó bậy hoài à. Ok. Muốn cái chết bây giờ. Còn trời còn tào lao nữa kìa. Còn tào lao nữa kìa. Thôi đi đừng có tào lao quá. Ok, làm câu này nè. Ok. He see fine without his glasses. Yes, see. Ok, có S. Ok, he sees. Có S. Tsunami. Tsunami. Ở đây đó, động từ to see này đó, không phải là action nha. Ok. Ông ta không có tự thấy ông ta đẹp trai. Ok. Cái câu này là nếu mà các anh chị mà dùng cái seeing là ông ta tự thấy ông ta đẹp trai, cái này người ta thấy ông ta đẹp trai, ok, chứ không phải ông ta tự thấy. Thành ra cái chủ từ này nó không có làm được cái hành động to see này ở đây, thành ra mình không có được dùng cái continuous. Thế tiếng Mỹ cắt nghĩa rõ ràng như vậy. Ok, now next one. So see with the s. He is seen. Không ai nói vậy hết á. Đã nói rồi. Đừng có bao giờ dùng cái passive voice. Ok. Đừng bao giờ dùng cái passive voice. Không cần dùng, người ta cũng hiểu rồi. Right, không bao giờ dùng. Thay vì nói I painted the house. I painted my house. Nói thẳng vậy cho rồi, còn bày đặt nói The house is painted by me. Tào lao, chắc tào lao nói như vậy phải không? The house is painted by me. Sơn cái nhà thì nói sơn cái nhà đãi cho rồi, còn bày đặt nói cái nhà được sơn bởi tôi. Trời ơi. Có ai nói vậy không? Các anh chị nói điệu điệu vậy không? Cái nhà được sơn bởi tôi. Nguyễn đi chết bây giờ. Sơn nhà thì cứ nói sơn nhà đi, còn nói cái nhà được sơn bởi tôi. Chán thì thôi. Ok, đó là tào lao nói như vậy. Tào lao nói như vậy là phải ẹo ẹo chút xíu. Ok, làm câu này. They know the names of all the US president. Yeah, no. Ok, đây là một cái fact. Họ biết tên tất cả tổng thống của nước Mỹ. Ông Barack Obama là tổng thống thứ mấy đó anh chị? Tổng thống thứ mấy của nước Mỹ? Hình như là 42nd President of the United States, right? He is the 42nd. Phải không? Google, trời ơi. I mean 42 đó. Yeah, 42nd President. Là tổng thống thứ 42 của nước Mỹ. Ok, next one. So đây mình sẽ dùng not, no, without the S. And present tense. Now this one, this is the complaining sentence. He always lose his keys. Đây là một câu than thở. Than thở, phàn nàn. Than thở, phàn nàn. Yes, Lala, Cecil. Very good. He is, okay. Nó khác với một câu thông thường. Khi mà các anh chị nói he's always lose his key là một chỉ một câu thông thường thôi. Còn này là một câu than thở, trách móc. He is always losing his keys. Okay. Is losing. Câu này nha. See. I see an old friend for lunch. We don't use the past tense here. Very good. Are you kidding? He can. Tại sao mình dùng cái thì continuous ở đây các anh chị? Hả? You do very good job. Tại sao mình dùng cái thì continuous ở đây? Không phải ám chỉ tương lai. No. Đây là một cái action. Không phải tương lai. Đây là một cái action. Chứ không phải là linking. Seeing ở đây là mình đi gặp, ok? Mình đi gặp, ok? Ở đây mình không có nói là tôi thấy những người bạn bạn cũ của tôi. Cái này có nghĩa là mình phải dịch là các anh chị phải hiểu là mình đang đi gặp
mình đang gặp bạn của mình để đi ăn trưa. Okay? Để đi ăn trưa, for lunch có nghĩa là to go to have lunch. Thành ra ở đây I am seeing có nghĩa là các anh chị phải lái xe, hoặc là các anh chị phải đi bộ, hoặc là các anh chị phải gọi điện thoại hẹn hò để đi gặp bạn của mình để đi ăn trưa. Okay? Ở đây nó là hiện tại chứ không phải là quá khứ. I mean chứ không phải là tương lai. Okay? Anh chị hiểu không nào? Hiểu không? Hả? Say yes please. Say yes đi, đặng mình qua câu khác, còn không ngồi đây nói nữa. Các anh chị nhớ nha. I see her. Nó khác với là I am seeing her. Cái I see her là linking, là nghĩa là tự nhiên mình đang đứng, cái hình ảnh của cô ta đập vô con mắt của mình. Thành ra mình không có cần action gì hết trơn, cái động từ to see đó không cần action. Mình đứng tự nhiên cái hình ảnh cô ta đập vô mắt của mình. Okay? Con mắt của mình không có cần mà lộ ra hay là đi tìm kiếm gì hết trơn á, mình đứng yên một chỗ. Còn trong khi đó I'm seeing her có nghĩa là mình phải đi tìm kiếm cô ta mới see cô ta được. Anh chị thì phải hiểu điều này nha. Okay. Một cái là linking and một cái là action. Okay. So cái câu này for lunch có nghĩa là để đi ăn trưa. Okay. Để đi ăn trưa. So I'm seeing him or her for lunch. Okay. Đâu nói police. Police nó vừa là số ít, nó vừa là số người nhiều. Một police cũng không có S. Hai police cũng không có S. Okay. Nó vừa là số ít, nó vừa là số nhiều. Okay. So đây mình sẽ nói là I'm seeing an old friend for lunch. Cái for lunch nó rất là hay các anh chị, đây cũng như là một cái thành ngữ. Thay vì mình nói I leave my house to go to school. Okay. Mình không nói vậy. Mình nói là I leave for school. That's the same meaning. Nghĩa là for school nghĩa là to go to school. For lunch có nghĩa là to go to have lunch. Okay. Yes. Anh chị nhớ điều này nha. Cái chữ for, như ví dụ mình nói là I need some money for my books. Thay vì mình nói to buy books, mình không nói to buy books, mình nói for my books. Có nghĩa là tôi cần tiền để đi mua sách. Okay. Cái chữ for này nó rất là hay. Mỹ thường thường nó nói như vậy chứ không có nói dài dòng như Việt Nam của mình. Okay. Chị hiểu rồi phải không? Say yes please.